Tamil gái xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trộn bài mồi ngũ cốc, chiên câu cá trôi, chép, chấm, rượu phi nha các bạn. Thành phần của chúng ta gồm có như sau. Đầu tiên các bạn chuẩn bị mình một cái thau như thế này. Đây là cắm chim nha các bạn. Cắm chim còn gọi là cắm trứng nha. Cái này tùy theo các bạn muốn câu nhiều hay là câu ít nha các bạn. Đó, xong rồi bây giờ các bạn tiến hành bỏ cắm chim vô trong cái thau này cho mình luôn. Đây. Các bạn câu bao nhiêu thì bạn chọn bấy nhiêu nha các bạn. Đây mình chọn 10 để mình câu đơn. Mình sẽ chọn ít nha. Rồi xong rồi các bạn dùng nước nè. Các bạn ra ngoài điểm câu á, các bạn lấy nước tại chỗ câu á, các bạn trồng mồi nó sẽ ok hơn nha các bạn. Đây là mình hướng dẫn, mình sẽ lấy nước ở tại nhà mình nha. Các bạn chế cho cũng như mình luôn. Ít nước thôi. Rồi các bạn lắc đều lên. Trộn đều lên cho cắm chim chúng ta nó nở ra. Trộn từ đều nha các bạn. Rồi, xong. Các bạn để khoảng một chút để cho cắm chim này chúng ta nó nở ra. Rồi bây giờ các bạn có bị mình một quả trứng gà như thế này nha. Các bạn nào dùng trứng gà hoặc một hoặc hai trứng hoặc là trứng vịt kia cũng được hết. Đây mình có một quả trứng gà nhỏ như thế này nè. Mình cho đây luôn nha các bạn. Rồi, một quả trứng gà. Sau đó bạn dùng trộn đều lên cho mình luôn. Cho trứng gà nó hòa hợp với lại cắm chim luôn. Cho nó đều với nhau. Các bạn trộn thật là đều nha các bạn. Cho nó nở ra. Nó hòa quyện lại với nhau. Khi đó các bạn câu nó sẽ được hiệu quả hơn. Rồi xong. Đây là mồi ngũ cốc nha các bạn. Đây, mồi này của mình là chuyên câu cá trôi, chép, chấm và rượu phi. Đó. Các bạn muốn câu nhiều thì các bạn cho mồi cốc này nhiều. Và các bạn muốn câu ít thì các bạn cho ít nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ cho vô đây một ít mồi ngũ cốc nha các bạn. Để mình câu đơn. Câu đơn và câu lăn xê mày mà móc lưỡi nho nha các bạn. Bạn cho mồi cho mình luôn. Đó. Một ít mồi. Mồi này của mình gọi là mồi ngũ cốc rang rang thơm khét. Cũng có nhiều tên để gọi lắm các bạn nè. Xong rồi các bạn trộn đều cho mình. Đó. Trộn đều lên luôn. Đó các bạn. Nó đã lên được cái mùi hương dâu rồi. Bay lên cái mùi chuối nó đặc biệt lắm các bạn à. Rồi xong, sau khi các bạn đã trộn đều lên được như thế này rồi, các bạn chuẩn bị cho mình hai cái bánh xô lai dâu như thế này. Đây đó, hai cái bánh xô lai vị dâu nha. Đây bánh vị dâu nè, bánh bông lan cuộn kem vị dâu nha các bạn, xô lai nha, solite nha, hai cái nha các bạn. Hai cái là được rồi, là ok rồi, không cần nhiều. Đó, hai cái. Các bạn cũng bóp đều lên cho mình. Đó, bạn bóp cái bánh này trước. Mồi này của mình là nó đủ các loại mùi luôn nha các bạn. Thơm, tanh, hăng, khét và cộng hương dâu. Đó. Khi đó các bạn câu cá nó sẽ được đạt hiệu quả rất là cao, lên rất là nhiều các loại cá đó. Nhưng mà cái mồi này của mình là chuyên để chúng ta câu cá trôi, chép, chấm, rô phi thôi đó, rất là nhạy luôn nha. Bạn mà câu mồi này của mình ở ngoài mùa nắng á thì sẽ không sợ sợ bị móm cá đó. Bây mồi này của mình rất thích hợp cho chúng ta câu mùa nắng. Bây giờ trời chúng ta nó cũng bớt lạnh rồi và mùa nắng và mùa nước cạn sắp đến rồi, và bây giờ bắt đầu mình sẽ câu cái bài mồi này và
đó, rất là hiệu quả đối với cái mùa nắng, mùa nước cạn. Các bạn câu mùa này cả ngày trời lên được rất là nhiều loài cá đó, trôi chép chấm rô phi nó gặp ăn hết các bạn à, ăn rất là nhạy luôn đó, có thể săn được cá lớn nha. Tại vì cũng có rất là nhiều bạn coi cái bài mồi này của mình lên được rất là nhiều cá, cá rất là to, cá 5-7 kg, có khi cá 10 kg lận đó. Tại vì chỗ các bạn đấy có nhiều cá to nên các bạn câu được, tại vì chỗ mình cá nó cá nhỏ quá nên mình không có làm cái clip để mà mình test lên được những con cá to cho các bạn xem được. Vì vậy mong các bạn thông cảm cho mình nha. Cái nguyên liệu cùng để chọn cái mồi này chính là bơ tường an. Cái bơ ăn này các bạn dùng ít thôi. Đây, các bạn cho mình bao nhiêu đây bơ tường an cho các bạn. Đó, các bạn bỏ vô luôn. Các bạn cứ dùng tay mà bóp đều lên. Và cái mồi này là các bạn trộn câu liền tại điểm câu. Và không có cần ủ nha các bạn nha. Trộn đều tất cả lại và câu liền. Không có cần ủ gì hết. Đó, các bạn mà ủ thì tỷ lệ lên cá trôi và cá mè rất là cao. Vì vậy mình làm mồi này không bao giờ sợ, mình không bao giờ ủ. Mình trộn xong rồi mình câu liền tại điểm câu luôn. Nên cá rất là hiệu quả và ok. Và cái điểm nào mà cá nhát ăn á, các bạn quăng con mồi xuống trước. Bạn ấy bằng câu lăn xe á, bạn quăng con mồi xuống trước bằng nhử. Khoảng nửa tiếng sau rồi các bạn bắt đầu bằng quăng con mồi lăn xe xuống bằng câu. Đó. Và chỗ nào mà cá nhát ăn á, các bạn câu bằng khỏi cần cá hạt xốp luôn. Các bạn cứ câu chùm nho cho mình. Và nắng giữa một cục mồi nhử, mồi của nó luôn. Đó. Nếu các bạn nào mà không sợ tốn kém về bề mồi này thì mồi này của mình không phải nói là về mồi đơn giản. Cái mồi này của mình nó hơi tốn kém nhưng mà nó đạt cái hiệu quả rất là cao đối với cái mùa nắng, cái mùa nước cạn. Mình đã câu và test lên được rất là nhiều cá chép và cá trôi từ cái bài mồi này. Cá rô phi rồi mình không tính. Còn cá chấm thì chỗ mình nó không có. Nó có thì mình cũng clip mình test cho các bạn xem rồi. Đó. Vì chỗ mình nó có những loại cá nào thì mình làm clip mình test lên cho bạn xem những loại cá đó thôi. Những loại cá không có thì làm sao mình clip test cho các bạn xem được. Vì vậy các bạn xem video các bạn thông cảm cho mình nha. Đó. Các bạn cứ lấy một tay gọn ốp đều lên cho mồi chúng ta nó hòa nguyện lại với nhau. Các bạn chọn và câu liền tại điểm câu luôn chứ không có ngủ một bất cứ một cái thứ gì hết nha các bạn. Đó. Như vậy là có ngay một con mồi để chúng ta câu cá rồi. Chọn mồi rất là giản luôn. Đây. Mồi này các bạn câu lăn xe để ngâm khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng luôn. Bao cho các bạn rã mồi luôn, quăng thoải mái luôn. Mồi ta rất là dẻo nè, rất là dính dẻo luôn. Đó. Bạn nên nhớ nha các bạn, câu trộn y chang như mình vậy nè. Bạn câu cá sao có sợ bị nhắt mồi. Và các bạn trộn lên được như thế này rồi mà các bạn hửi mà nó chưa có cái mùi khét á thì các bạn cho thêm cái mồi một cốc khô này vô cho mình đó. Lên mùi rất là thơm khét luôn các bạn ơi. Đó. Như vậy là có ngay một mồi để chúng ta câu cá trôi chép chấm rô phi rồi. Đó. Rất là đơn giản nha các bạn. Không có tốn cái tiền đâu. Đó. Đây mình hướng dẫn luôn. Và nếu các bạn mà hửi mồi chúng ta mà nó không có lên được cái mồi mà chúng ta như ý lên cái mồi thơm khét á. Đó. Các bạn lấy cái mồi cốc này nè. Đó. Các bạn đổ thêm vô cho mình. Bạn đổ nhớ nhớ nha các bạn, đổ càng nhiều cái mồi cốc này vô mồi này thì nó càng tốt nha các bạn. Không có gì hết. Đó. Bạn đổ thêm vô đó. Bắt vô trước đó bao nhiêu thôi. Xong rồi các bạn cũng trộn đều lên. Trộn đều lên cho mình. Các bạn câu đơn thì các bạn làm mồi chúng ta nó dẻo ra cho nó bở ra. Đó. Các bạn câu dễ dính cá hơn. Mình câu cá mà mồi này mình toàn làm mồi dính bở không à, mồi dẻo bở không à. Không công lông, không có làm cái mồi cứng. Mồi dính dai. Như vậy chúng ta câu cá rất khó. Đó. Đây là những đây là cách mà cách trộn cái bài mồi gốc này nó đạt được cái hiệu quả cao nhất để chúng ta chiên câu cá trôi chép chấm rô phi này. Đạt hiệu quả rất là cao nha các bạn. Đó. Tại vì cái bài mồi này là cái bài mồi mình tự chế. Đó. Vì vậy các bạn ai thích thì có thể làm theo và trải nghiệm. Đó. Chứ mình không có ép và bắt buộc các bạn phải làm theo. Để rồi các bạn câu con lên được cá, các bạn lại xây qua. Là các bạn lại ổ thừa cho mình nữa thì buồn lắm các bạn à. Làm này chỉ vì đam mê của mình thôi. Muốn gửi đến các bạn.
những người thân của mình để được vui vẻ cùng chung cái niềm đam mê của mình nha các bạn. Rồi đó, như vậy đã có ngay một mồi để chúng ta câu cá rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình. Các bạn nếu thấy hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ bài mồi này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc kênh của mình càng ngày càng phát triển nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.